哈。Cua hàng đế à, sốt trứng muối mình cũng không biết là đâu. Cua hàng đế, cá gì á, với cả cá, cá gì, cá lợn, cá gì cũng là cá lợn, canh cua đồng, à, crab soup, dê quay, durian. Banana flower, banana salad. No, dudu. No. Yo creo que ni no sé ni lo que digo. Oh, mierda. ¿Sabes qué? Escoge lo que tú quieres. ¿Ah? Hải sản, chỉ cho một mình chị thôi. Wow. Con này bao nhiêu một ký? 201. Cả đấy cho mình một con. Lấy được một con không? Một con nữa là bao nhiêu? Ba làm sáu. Ba làm sáu. Cho một mình là đủ rồi phải không? Dạ. Thôi, cho cái này vào làm gì em? Đó, rất mang trong cái muối hay là trong muối cái nổi. Cái, cái gì Thái Lan có cái gì cay cay một tí? Cay cay. Trứng muối cũng ngon không? Cái này là sốt này là ngọt ngọt. Ừ, cái đấy cũng được. Ăn cái nào nó lạ miệng một tí. Nào, ok. Oh, look. Bánh mì. Bánh mì. Oh. Cái chú lì mì à? Oh, look. Good, good. Ôi, cái bí cổ ngon. Ok, cảm ơn em. Cái sốt này là sốt gì hả em? Mình gọi là sốt trứng muối đúng không chị? À, sốt trứng muối, mình cũng không biết, lần đầu ăn luôn. Lần đầu nghe thấy, lần đầu ăn luôn. Cảm ơn em. Sốt trứng muối. Sốt egg sauce. Egg sauce. Egg sauce. Salty egg sauce. Salty egg. Salty egg. Good, good. Mmm, está bueno. Solo prueba la salsa. Este. Cua hàng đế, muối sốt, trứng muối sốt, sốt trứng muối, whatever.
muy bueno. Rong biển, rong nho, nho rong biển. Cua hàng đế ngon chưa? Muy bueno. Muy buena la salsa. Me gusta. Cơm trứng chiên. Wow. Thế là xì dầu của em. Cảm ơn em. Cua hàng đế. Nhiều thịt á. €13 đồ con này. Ưu bắt đầy quay. Chấm muối ớt. Good. Good, good. Super good. Gặp một cái gì á. Với cả cá. Cá gì? Cá lợn. Cá gì cũng là cá lợn. Cá gì á, nướng. Mesa completo. Un crab de 300 gramos. Cá gì á, cá lợn, cá bò. Cơm rang trứng. Đủ thứ. Trên bàn đầy món. Así se come este pescado. Envuelta en hojas. Ở Việt Nam mình ăn như thế này. Dạ đúng rồi ạ. Ok, mình không biết luôn. Ok, cảm ơn em. Bây giờ mình biết rồi. Ăn gần hết rồi, lúc bây giờ biết. Estamos terminando y la chica nos enseña cómo se come este pescado cabo en la leche. Durian. Là bao nhiêu tiền? 24. Đó chị lấy. Durian. Me costó uva 250.000 đồng. Sale 8-10 euros, ¿no? Dice Jiménez que me han timado. No, 240. ¿A ti te gusta o no? Yo no he probado todo esto. Acabo de comprar durian. Coconut coffee, ¿qué tal? Esa carita, ¿qué pasa? El mío es avocado coffee. Café de aguacate. Toma ya. Toma, toma ya. Con coconut coffee y avocado coffee. Toma ya, toma ya, toma ya, toma ya.
Monkey Mon. Sí. Monkey Mon. Không lấy ra chi nữa. Hả? Ôi cứ lên đi. Không thấy mỏng có là gì hết trơn rồi. Lên nữa. Chị. Rất là sát cho bà đã cái tao khi mày nè biến khi mệt vòng khăn đó. Canh cua đồng này ngon chưa? Crab soup cordero b no dê thịt dê quay là theo về du lịch từ từ đó đấy. Dạ vâng. Chỉ mất khoảng 1/3 à. Thế thì giờ em ăn ở khách sạn thì là cho ăn đồ theo theo kiểu giống như là châu Âu thôi. Dê tái. Hỏi em thử. Cay canh cua rau mùng tơi ngon quá. Rau mùng tơi xào tỏi. Ăn hết rồi. Ăn xong rồi bây giờ mới nhớ ra rượu mơ. Cứ ngồi mãi nói chuyện. Cái
đến này uống xong rồi chị đã mơ mơ màng màng rồi. Nhưng không say. Es sake. No, es de tu tierra, de Nghệ An. Rượu là rượu trắng phải không anh? Không, rượu này nó mới sâm Hàn Quốc. À. Nó mới linh chi, nhưng mà tức là 51 thôi. Trời ơi, anh ơi một nửa thôi. Còn cứ 51 thôi. 51 là như thế nào? Tức là một lấy một tí, một tí. Không phải 100%. Một tí thôi để cho nó vui thôi. Để nó sôi chút tí thôi em mới thích kính. Sao cái cốc của anh nó nhỏ thế anh ăn? Này, cốc của em gấp đôi. Không, em chỉ uống từ này thôi. Chỉ nhấm một tí thôi, ok. Chứ uống cái này là nó nén cháy. Ôi trời ơi, uống như thế là nó happy. Thôi nhấm một tí thôi nhá. À, nhấm một tí. Nói chuyện nó mới vui. Không. Nó mới có thời gian. Dạ. Nhấm thôi nhá. Nhấm một tí thôi nhá. Thích là Philippines. Dạ. Của tôi thì tôi mần hết mất rồi. Tại cứng. Đây bàn giấy đấy nhưng mà cứng lắm. Có biết Después de beber tiene que dar la mano. Có biết về võ thuật không? Không. Võ thuật cái gì hả mà anh? Are you okay? Hello.